truyền dữ liệu vô. À, truyền dữ liệu vô hình chữ nhật nha, tôi viết một cái hàm này nha. À, void, đầu tiên mình xác định có trả về không? Cái này mình chưa nó không trả về. Void nhận dữ liệu. Rồi đây nè, nhìn nè. In A phải in B. Sao mình ghi nè. Chiều dài bằng A, chiều rộng bằng B. Đó, tức là ở đây nè, cái phần này nè. Ở đây mình nói cái lá, cái phương thức là nó phải có cái phần phần truyền vô đúng không? Đó thì chỗ này là phần truyền vô nè. Nhớ mình return, mình return được một giá trị thôi. Nhưng mà mình truyền vô, mình truyền vô được nhiều. Mà return thì được một. Return được một giá trị. Nhưng mà truyền vô thì được nhiều giá trị. Rồi bây giờ nhìn nha. Ở đây tôi có hai cái biến, nó gọi là biến A, in A phải in B. AB này nó gọi là tham số hình thức. Tức là đứng ra nó đại diện, nó nhận cái giá trị mình đưa vô. Rồi sau đó mình lấy A mình đưa gán cho gì? Chiều dài. Lấy B gán cho chiều rộng. Vậy thì bên đây thay vì mình viết D giống chiều dài bằng 3, D giống chiều rộng bằng 2, thì mình viết thành D chấm gì? Cái gì? Truyền nhận dữ liệu nè. Thấy cú pháp của nó không? Đưa cho nó hai cái integer. Rồi 5 3 à. Vậy khi nó chạy á, 5, 3 này nè, nó sẽ vô đâu? Nó sẽ vô AB. A sẽ là 5, B nó sẽ là 3. Cái nó lấy 5, nó gán vô chiều dài. Nó lấy 3, nó gán vô chiều rộng. Ok không? AB này là gọi là tham số hình thức. Mình đặt tên cho nó một cái tên mới à, để mình đại diện nhận hai cái truyền vô. Xong rồi lấy hai cái đó làm gì đó là làm. Hiểu không? Cái này gọi là truyền dữ liệu vô trong cái phương thức đó. Được chưa? Tè tu rách nát rồi ha. Đó lắm, đó. Rồi. Hỏi đi. À hết biết gì luôn rồi. Tức là thấy có rất là nhiều người là cái như là không còn quan tâm nữa. Là điên rồi đó, điên loạn rồi đó. Rồi bây giờ nha. Tiếp theo mình có một khái niệm nữa là nạp chồng. Nạp chồng phương thức. À, nạp chồng nó gọi là overloading. Tức là nạp chồng dữ liệu. Nạp chồng dữ liệu là cái gì? Nạp chồng dữ liệu á là trong một cái class có nhiều hàm trùng tên nhau mà khác nhau bộ đối số thì gọi là nạp chồng. Bây giờ nè, ở đây tôi có một cái hàm tên là nhận dữ liệu. Tôi truyền vô chiều dài, chiều rộng. Nhưng mà giả sử nó có một cái trường hợp đặc biệt là cái hình này hình chữ nhật, mà chữ nhật đặc biệt. Chữ nhật đặc biệt là hình vuông đó, tức là chiều dài với chiều rộng nó bằng nhau. Đa ra tôi chỉ cần nhận vô một cái thôi. Vậy tôi viết cái này nha. Bóp liệt. Rồi. Nhận dữ liệu. Quý vị viết, nếu mà viết vậy đã lỗi liền á. Lỗi là tại sao? Thằng này cũng nhận dữ liệu, thằng này cũng nhận dữ liệu. Thằng này nhận vô mấy? Vô 2. Thằng này nhận vô mấy? Cũng 2 luôn. Nó lỗi liền. Trùng tên rồi. Nhưng mình viết vậy đó thì là chịu rồi nha. Đó hết lỗi. Thì cái này nó gọi là nạp chồng. Nạp chồng là trong một class có nhiều hàm trùng tên nhau mà khác nhau cái bộ đối số. Nè, cái này hai đối số, cái này một đối số. Mình hiểu không? Rồi vậy chỗ này mình coi như một trường hợp đặc biệt nè. Chiều dài bằng chiều rộng bằng A luôn. Ok không? Trường hợp hình chữ nhật và hình chữ nhật đặc biệt nó chỉ có một cái cạnh bằng nhau, hình vuông đó.
Rồi thì chỗ này mình ghi sao? À, hình chữ nhật vậy. Rồi nhưng mà mình thí dụ mình có thể ghi là bây giờ D nè quý vị coi nè. D chấm nhận dữ liệu. Ồ, hay hai cái không? Thằng này truyền một đối số, thằng này truyền hai đối số. Cái để chi vậy? Cái này dùng để giúp cho cái hàm mình nó phong phú về cách sử dụng. Ok không? Phong phú về cách sử dụng. À. Rồi, này truyền vô ví dụ như là 5 cái hàng vậy. À, vậy sao chiều dài mấy? Chiều dài 5, chiều rộng cũng 5 luôn. Chịu không? Thì cái này nó gọi là nạp chồng. Nạp chồng. Nạp chồng là trong một class có nhiều hàm trùng tên nhau mà khác nhau bộ đối số. Khi nó chạy tùy theo mình truyền cái gì mà nó ra cái đó. Thí dụ nhìn lại đây nè, thật sự có gì để ý đây, mình có thử mấy cái hàm nó có gì, ví dụ như là ông này coi duy nhất nè, thấy ABS không nè, ABS nè, lấy trị tuyệt nè, lấy trị tuyệt đối á, nó có ba cái nạp chồng nè. ABS truyền double cũng được, ABS truyền lot cũng được, ABS truyền in cũng được, truyền long cũng được, thấy chưa, nạp chồng á. À, nó làm cho cái mình xài một cái phương thức thôi mà nó truyền nhiều giá trị vô, đúng không? Ví dụ mình sao mình kêu mua giùm ly cà phê coi, thì cái thằng đó nó có chức năng là mua giùm ly cà phê, nhưng mà nó sẽ có những cái nhận vô nè, đưa nó 5.000 cái ly thì nó sẽ trả về cho mình cái ly cà phê, đưa nó có 5.000 thôi thì nó cũng mua được cà phê vậy, mà nó trả về cái ly của bà chủ quán, họ phải đem trả vô vậy, anh mới tưởng không? À, truyền 5.000 hoặc là truyền 5.000 và cái ly, ok không? Ngắn nhau. Nhưng mà chung quy nó đều là đi mua cà phê. Mình đi mới tưởng không? Rồi. Thank you.